Vâng, em chào bác, chào mừng bác đã quay trở lại với kênh của em ạ. Đấy, kênh của em là Tiến Hiền chuyên hàng Nhật Mỹ Đức các bác nhá. Đấy, thì hôm nay lại tiếp tục về rất là nhiều hàng mới. Đấy, bộ dao Đức lại tiếp tục về các bác nhá. Đấy, rồi là cái dòng dao combat này, rất là nhiều bác hỏi này, thì hôm nay lại tiếp tục về này. Đấy, dìu đa năng của Mỹ này. Đấy, một số cái dòng dao siêu tầm. Đấy, dao SA78, SA48 lại tiếp tục hàng lại về các bác nhá. Đấy, rồi là những cái dòng dao siêu tầm rất là nhiều các bác nhá. Dao dọc giấy này, đấy, bộ dao khóa dây và một số cái dụng cụ kim khí các nhá. Đấy, rất là nhiều hàng để phục vụ quý cô bác và anh chị. Đấy, thì hôm nay lại tiếp tục quay một video gửi đến quý cô bác và anh chị những cái sản phẩm bên em hiện tại vẫn còn và những cái sản phẩm mới về. Đấy, thì hôm nay lại quay một video gửi đến các bác. Thì các bác có nhu cầu về vấn đề hàng hóa vui lòng liên hệ với em đây qua số điện thoại là 0967 các bác nhá, 128399 để gọi điện trực tiếp cho em để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác nhé. Đấy. Đấy thì bên em thì ship hàng toàn quốc nhé, các bác nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy thì hóa đơn trên 400.000 thì bên em sẽ bao ship cho các bác nhé. Đấy, cứ hóa đơn là trên 400.000 thì bên em sẽ bao ship cho các bác. Đấy thì các bác xem video cho em xin một like nhé, cũng như là một đăng ký kênh để đón xem những cái sản phẩm mới nhất của bên em. Đấy thì cái sản phẩm đầu tiên bên em là cái sản phẩm mới nhất bên em mới về là cái sản phẩm là cái dòng dao combat các bác nhá, dòng dao combat. Đấy, dòng dao combat rất là chất luôn. Dòng này thì nguyên hộp nguyên tai nguyên kiện. Đấy, nhập khẩu từ Mỹ các bác nhá. Đấy, dòng dao nói chung là dòng này em giới thiệu qua thôi. Đấy, vì hàng này nó về số lượng rất là ít, số lượng nó chắc khoảng tầm chục con thôi. Đấy, có giấy tờ các thứ đầy đủ hết các bác nhá. Đây, đấy, made in USA này con này, đó, thương hiệu OKC, dòng dao combat. Đấy, rất là chất luôn, dòng này thì nói chung là siêu chất rồi. Đấy, đây, đây hộp hiếc của nó đầy đủ đây các bác nhá. Đây thì con dao của nó đây, em sẽ mở cho các bác xem. Bao biếc của nó nói chung là con này thì hàng này, thì hàng siêu chất rồi, hàng này cho anh em quân đội của Mỹ các bác nhá. Hàng này cho các bác quân đội của Mỹ. Đó, dòng này cho các bác về siêu tầm, đi rừng đi phượt rất là ok. Đấy, đây tổng quan em nó vỏ hộp các thứ đây. Đây các bác nhìn những đường kim mũi chỉ này, đó, rất là chất luôn các bác nhá. Nó sắc nét từ những cái đường kim mũi chỉ nhá, những cái sợi dây cáp nó rất là chắc chắn nhá. Đấy, dây cáp hai lớp này rất là chắc chắn luôn. Đấy, hàng của Mỹ thì nói chung các bác khỏi phải chê đâu. Đây, em lấy cho các bác xem này. Đó, combat OKC3S này. Đó, rất chất luôn các bác nhá. Đó, siêu chất luôn. Đây. Đấy. Kinfer USA này. Đó, rất chất luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, đây, nó có cái lỗ nữa này, cái lỗ cho các bác đeo này. Đó. Siêu chất luôn. Con này thì em đang bán với giá là 800.000 một con các bác nhá. 800.000 một con. Đấy, để em lấy cái thước đo cho các bác xem. Đây thì con này tổng chiều dài của nó là đi tổng chiều dài của nó là đi 33 cm các bác nhá. Tổng chiều dài 33 cm. Đó, 33 cm này. Đó, tổng chiều dài 33 cm. Đây. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Con này nói chung là siêu đẹp luôn rồi, siêu chất luôn. Đây có phần cưa này. Đó, phần cưa này. Lưỡi rất là sắc các bác nhá. Lưỡi thì siêu sắc luôn, siêu bén luôn rồi. Lưỡi rất sắc luôn. Đấy, giấy tờ các thứ hộp hiếc bao đầy đủ nhá. Các bác dùng xong mà các bác dùng thì các bác lại cất vào bao cho em. Đó, rất là chất luôn. Đấy, đây. Đấy, các bác cất bao cho em này. Đấy, thương hiệu OKC nhá. Hộp hiếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây hộp của nó này. Đó, hộp của nó này. Đấy. Ngoài ra thì nó tặng kèm thêm cho mình một cái dây đai các bác nhá. Đấy, một cái dây đai này. Đấy, một cái dây đai để cho các bác đeo lên vai viết các thứ ra hoặc đeo xung quanh bụng. Đó, đây một cái dây đai này. Đó, đây. Thiết kế nó từ những cái nấc khóa cho đến những cái dây nó cũng rất là đẹp rồi đấy. Nó kêu lịch tạch luôn các bác nhá. Nói chung là con này quá chất luôn, cho các bác sưu tầm rất là ok. Đó, đây. Đấy các bác cùng thì em này đang bán với giá là 800.000 các bác nhá. 800.000 một cây này, 800.000 một cây này. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc ở Mỹ. Đấy. Dao combat, đấy, dao combat các bác nhá. Dao combat. Hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Mỹ. Đấy, các bác mua hàng vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại này nhá, 0967128399 các bác nhá. Đấy. Rồi, một số cái dòng dao sưu tầm bên em tiếp tục này. Đấy, tiếp tục lại về này. Đây là cái dòng dao rất là nhiều bác hỏi này. Đấy, cái dòng dao rất là nhiều bác hỏi. Thì đây. Đó là cái con SA78 và con SA48, rất là nhiều bác hỏi cái con này. Đấy thì bên em lại tiếp tục về. Đây thì con
SA48, SA78 đây. Đây tổng quan em nó đây. Đó, các bác cùng chiêm ngưỡng em nó này. Đấy, cũng từ Mỹ các bác nhá. Đây thương hiệu cờ của Mỹ này. Đó, các bác chưa? Colombia này, đấy cờ của Mỹ đây các bác nhá. Đấy, mã của nó là mã đầu sói này, SA78 các bác nhá. Giá là 480.000. Đấy, con này thì nói chung em bán rất là nhiều rồi. Con này cho bác sưu tầm rất là ok. Đó. Ngoài ra thì bên em tặng kèm thêm cho bác một cái bao da này các bác đựng. Đấy, đây, các bác dùng thì các bác để cái bao da vào đây, để vào trong bao da. Đấy, để trong bao da này. Siêu chất luôn các bác nhá. Đó, các bác để bao da này, nó rất là đẹp luôn này. Đó đây. Đấy, để bao da thì chống xước chống nước luôn các bác nhá. Đấy, các bác cứ đút thoải mái không lo rách bao. Đây. Đấy, đây em đo tổng chiều dài cho các bác nhá. Tổng chiều dài của em nó là đi 30 cm các bác nhá. Tổng chiều dài 30 cm, lưỡi nó dần vào khoảng tầm 18 cm, 18 cm rưỡi, 19 cm. Đó, đây. Mã của nó là SA78 nhá, giá là 480.000. Đấy, 480.000 một cây này, 480.000 một cây này. Đó, đây. Siêu chất siêu đẹp luôn. Đó, 480.000 một cây này. Đấy, 480.000 một cây. Đó, rất chất luôn các bác nhá. Đấy, rất chất luôn. Đó. Tặng kèm thêm bao da các bác nhá. Đây. Tặng kèm thêm bao da này. Đó, đây. Đó, của Mỹ các bác nhá. SA78 của Mỹ. Rồi, tiếp đến là mua lên cho các bác một cái con mã đó là SA48. Đó, lên cho bác một cái con mã của nó là SA48. Đây, cái này 48, con này thì đời nó thấp hơn con kia. Đấy, con kia là 78, con này là 48 các bác nhá. Con này là 48. Đấy. Đây con 78 thì nó cong hơn. Đấy, con 78 nó cong hơn. Đấy, con 48 thì nó thẳng hơn. Đấy, đây con 78 đó, à 48 này. Nó cũng là cùng thương hiệu với con kia thôi. Đấy, dao sáng bóng luôn này. Đó, dao rất sáng luôn các bác nhá. Đó, đây con nhìn soi được cả gương luôn này. Đó. Rất chất luôn các bác nhá. Đấy, Colombia này, đó cờ của Mỹ này. Đó. USA các bác nhá. Đấy. SA48 này giá con này là 420.000. Đấy, thiết kế hoa văn các thứ rất là đẹp luôn các nhá. Đây, phần chuôi này. Đó, ốp gỗ rất đẹp luôn này. Đó, đây. Rất sáng luôn các nhá. Đấy, Colombia này, Company này, USA này con này, USA đó. Mã của nó đây này, mã của nó là SA48 các nhá. SA48. Đó, SA48, đó, SA48. Giá con này em đang bán hiện tại là 420.000 một cây các nhá. 420.000 một cây. Đấy, 420.000 cây. Đây tặng kèm thêm cả bao da đựng cho các bác nhá. Đây cái bao da của nó đây. Đó, tặng kèm thêm được cả bao da. Đây có phần đai này các bác cho vào thắt lưng liếc các bác cho vào đai này. Đó đây. Hoặc là đeo này, đeo vào hông liếc các thứ này. Đó rất là chất luôn. Đấy, giá của nó là đi 420.000 các bác nhá. 420.000 một cây này, 420.000 một cây này. Đấy, 420.000 một cây. Đấy rồi. Sản phẩm tiếp theo đi là cái mấy cái dòng dao sưu tầm. Đây dòng dao sưu tầm này. Đây như con này là con găm đen này, con găm đen Bowring này. Đó, con găm đen Bowring. Con này thì gấp vào được này cho các bác đi câu đi phượt cũng rất là ok này. Đấy, con này cho các bác em bán rất là nhiều cho bác. Những cái bác đi câu rất là ok, các bác rất là thích dùng vì con này nó gấp vào được. Đấy, gấp gọn vào các bác mang đi câu kẹo này. Rồi mang đi rừng đi phượt rất là ok này. Con này thì giá của nó là 230.000 các bác nhá. Găm đen. Đấy, găm đen 230.000 một cây. 230.000 một cây nhá. Gấp gọn ấy được nhá. Đây. Đó, có thấy chưa? Đó, bấm ra được nhá. Đó. Đấy, găm đen này, 230.000 này, 230.000 một cây các bác nhá. 230.000 một cây, hàng rất là chất luôn rồi. Đấy, cái màu xám nó rất là thuần các bác nhá. Đây nhìn nó rất là thuần. Găm đen 230.000 một cây. Rồi. Đây em đo luôn số đo cho các bác xem này. Số đo của nó tổng chiều dài của nó đi 22 cm các bác nhá. 22 cm, phần lưỡi khoảng tầm 10 cm. Đấy, phần lưỡi dài khoảng tầm 10 cm. Đấy, cầm rất là vừa tay các nhá. Đây cầm rất là vừa tay. Đấy các bác mang đi rừng đi phượt, đấy, cắt hoa quả, gọt hoa quả các thứ đi câu đi kẹo đấy. Cắt các loại các bác nhá. Đấy, đây. Giá của nó là 230.000 một cây các bác nhá. 230.000 một cây găm đen này, 230.000. Đây có phần cài này. Đấy, cái khuy cài cho bác cài vào đai quần này, đấy, hoặc là cài vào những cái đai này. Rất là ok, đây cái đai này. Đó, đây là cái phần khuy cài này. Đấy, rồi. Tiếp theo là một cái con móc chìa khóa, con này mã của nó là móc chìa khóa nhá, 150.000. Đấy, dao móc chìa khóa. Đấy, dao móc chìa khóa. Đấy con này thì nói chung là nó nhỏ gọn, đấy cho các bác móc chìa khóa xe máy các thứ rất là ok này. Đấy, con này thì USA của Mỹ các bác nhá. USA của Mỹ. Đó, 1990 này. Đấy, USA 1990 các bác nhá. USA 1990, con này thì lấy ra gấp vào rất là ok. Đó, rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, ốp gỗ này. Đó, ốp gỗ này. Đây phần này cho các bác móc chìa khóa này, các bác móc chìa khóa này. Con này khi mà các bác gấp gọn vào nó rất là nhỏ gọn thôi. Nó chỉ có là vào khoảng tầm 8 cm rưỡi thôi các bác nhá. 8 cm. Đấy, 8 cm. Đấy, khi mà các bác
mở lưỡi ra thì nó rơi khoảng tầm 15 cm các bác nhá. Mở lưỡi ra nó rơi khoảng tầm 15 cm. Đấy, không được 15 cm đâu, khoảng tầm 14 cm thôi nhá. Đấy. Tổng chiều dài khi mà các bác mở ra khoảng tầm 14 cm. Đấy, đây. Đấy, rất là đẹp luôn các nhá. Hàng thì nói chung là siêu đẹp, siêu nhỏ gọn luôn. Đấy, rất là nhỏ gọn. Đấy, đây. Đó đây. Thì hôm nay đang bán với giá là 150.000 thôi nhá. 150.000 một chiếc, dao móc khóa này 150.000 một chiếc, dao móc khóa 150.000 một chiếc các nhá. 150.000 chiếc dao móc khóa. Đó. Có khi mà các bác không muốn lấy thì các bác bên em tặng kèm thêm cho các bác một cái bao đựng. Đấy, để mà các bác đựng vào đấy. Các bác không muốn móc chủ khóa thì các bác đựng vào đây. Đấy, con này đi câu đi phượt các thứ đi rừng đi giếc bỏ vào đây cũng rất là gọn này. Đó, bỏ gọn vào đây này. Đấy có phần quai đeo này. Đó, khi nào mà dùng không dùng các bác cất đi, các bác dùng các bác lôi ra. Đấy, rất là nhỏ gọn, gấp vào gọn mà được. Đấy. Giá của em nó là 150.000 một cây các nhá. 150.000 một cây. Đấy, 150k. Đây 150k này. Đấy, 150k dao móc khóa nhá, MK. Đấy, mã của nó là MK. Đấy, dao móc khóa 150.000 cây rồi. Tiếp đến là cái dòng dìu sinh tồn các bác nhá. Dìu sinh tồn thì bên em còn khoảng tầm một chục cây nữa là cũng hết rồi. Đấy, hết cái lô này. Dìu sinh tồn của Mỹ các bác nhá. Đấy, đây có phần bịt cán này. Đấy, cái phần bịt lưỡi này. Đấy, bịt lưỡi bảo vệ lưỡi này. Đó. Đây khi mà dùng các bác mở cái này ra. Đó, đây tổng quan em dìu đây. Đấy, đây. Tổng quan em dìu này. Cái này nó là bằng kim loại này. Đây phần này bằng kim loại này. Đấy, kim loại lưỡi rất là sắc này các bác này. Đấy, lưỡi rất sắc. Đây có phần giật dây, cắt dây này. Đây lỗ đeo này. Đấy, lỗ đeo. Đấy, đây phần búa các bác nhá. Đấy búa này. Búa có phần taro này cho nó không bị trơn trượt này. Khi mà các bác đóng này, đây dìu này. Dìu lưỡi rất là to luôn các bác nhá. Đấy, made in USA các bác nhá. Made in USA. Đấy. Phần cán này là bằng carbon các bác nhá. Rất là chắc chắn luôn. Phần cán là bằng carbon. Đấy, cán là bằng carbon. Đây bên trong cán này một cái điều đặc biệt nữa rất hay ho này. Đấy khi mà các bác dùng này, các bác mở này ra cho em. Đó, bên trong là một con dao này. Đó, một con dao. Một con dao này dài khoảng tầm 30 cm các nhá. Đấy, dao dài gần bằng cái cán này luôn. Đó, có đây chưa? Đấy. Dao rất là dài các nhá. Đấy đây. Đây các bác dùng các bác đút đây cho em. Đấy. Đấy đây, tổng quan này nó đây. Đấy, rất là nhiều chức năng nhá. Có dao bên trong này. Đấy, dìu cắt dây các thứ này. Rồi là lỗ này, nó rất là ok nhá. Thì giá này đang bán với giá là 350.000 một cây các nhá. 350.000 một cây. Rồi. 350.000 một cây rồi đây. Đấy, khi mà các bác lắp cái này vào, các bác thành với cái quai đeo này. Đó, các bác xách đi xách lại rất ok này. Rồi cái này phần cái này để các bác dắt vào những cái đai này, đó dắt vào đai này. Đó đây. Đây các bác này dắt vào đai này, đó rất là nhiều chức năng nhá. Rồi tiếp đến là một cái còi này. Một cái còi cũng như là một cái phần để các bác đánh lửa này. Đó, cái còi cũng như cái phần này các bác đánh lửa này. Đây cái phần này các bác đánh lửa này. Đấy các bác quẹt vào đây đánh lửa này. Đó lên vào đây không dám quẹt vì bên em rất là nhiều đồ dễ cháy nên là rất là dễ cháy nổ thì em không quẹt. Đấy thì các bác cái này có phần đánh lửa này, đây là một cái còi này. Đấy cái còi. Đó, em thổi cho các bác nghe đấy, đây là cái còi này. Đấy các bác dùng xong các bác lắp lên cho em. Rất là ok nhá. Rất là nhỏ gọn. Con này mang đi rừng đi phượt, chặt cây chặt cối đốn củi rất là ok nhá. Đấy, đây. Giá của em nó là 350.000, về cho các bác đeo lên sưu tầm cũng rất ok luôn. Hàng made in USA các bác nhá. Made in USA. Đó, made in USA. Đấy, dìu của Mỹ. Đấy. Rồi, cái mã tiếp theo bên em là cái mã mới này. Cái mã mới là cái mã bộ tô vít các bác nhá. Bộ tô vít đa năng. Đấy, bộ tô vít đa năng gồm rất là nhiều món, gồm khoảng tầm hơn chục món các bác nhá. Gồm khoảng tầm hơn chục món. Đây thì em sẽ lấy cho các bác xem. Khoảng tầm hơn chục cây các nhá. Đây khoảng tầm hơn chục cây này. Đấy, các loại các cỡ luôn các nhá. Các loại các cỡ luôn. Đấy, khoảng tầm hơn chục cây. Đấy, khoảng tầm hơn chục cây. Ngắn có, dài có này. Đây ngắn có, dài có này. Đấy, rồi là bọc cách điện có này. Đó, rồi là tô vít đóng, tô vít dài có luôn nhá. Đấy, tô vít này thì cái lô này là cái lô bãi. Đấy thì bên em cũng sắp đều ra. Thì cứ một bộ này bên em đang bán với giá là 270.000 một bộ này. 270.000 một bộ về cho các bác. Con này dùng gia đình rất là ok. Các cỡ các loại đấy, các bác sửa máy móc các thứ rất là ok luôn vì rất là nhiều cỡ tô vít khác nhau. Đấy nó đẫn lộn xô, Mỹ có, Nhật có các bác nhá. Đấy tô vít rất là ok luôn nhá. Cứ 300.000 một bộ đấy, 300.000 một, à quên, 270.000. Đấy, trong Tết đang bán là 300.000 một bộ đấy. Thì hôm nay bán cho bác còn 270.000 một bộ tô vít này, 270.000 một bộ tô vít. Đấy một bộ tô vít này. Đấy gồm khoảng tầm 15 cây các bác nhá, khoảng tầm 15 cây. Khoảng trong tầm 15 cây các bác nhá. Nó tùy. Có bộ ít hơn, có bộ nhiều hơn. Đấy, nhưng mà em cứ khoảng trong tầm đấy. Khoảng tầm 15 cây thôi nhá, khoảng tầm 15 cây.
Đây một bộ này là giá là 270.000 nhá. Đây một bộ này. Đấy, một bộ rất nhiều cây luôn, rất nhiều cỡ khác nhau các nhá. Đấy rất nhiều cỡ khác nhau này. Giá là đi 270.000 một bộ các nhá. 270.000 một bộ tô vít này nhá. 270.000 một bộ tô vít đa năng này. Đấy 270.000 một bộ. Đó, 270.000 bộ tô vít. Các loại các cỡ, 270.000 bộ tô vít. Đấy, bộ tô vít bãi 270.000 bộ rồi. Tiếp theo sản phẩm tiếp theo bên em là một số dòng dao bên em mới về này, dòng dao chặt thái này. Đấy, dòng dao chặt thái cho các bác dùng này. Đấy, dòng dao chặt thái. Đây thì đầu tiên là cái con chặt của Nhật các bác nhá. Cái dòng dao chặt của Nhật về con này cho các bác chặt gà chặt vịt rất ok này. Đấy, Yoshikin nhá, Global nhá. Đấy, Yoshikin Japan nhá các bác nhá. Đấy, Yoshikin Japan. Đó. Con này thì nói chung là rất là dày luôn. Con này cái phần bìa của nó rất là dày các bác nhá. Đây. Em lấy nét cho các bác xem này. Đó, phần bìa của nó rất là dày nhá. Đây. Rất là dày luôn các bác nhá. Đấy, siêu dày luôn. Con này về cho các bác chặt rất là đầm tay các bác nhá. Đấy, chặt nói chung con này chặt thì siêu đầm tay luôn rồi, rất là dày luôn này. Đó, rất dày luôn. Con này nó dày khoảng tầm hơn 3 ly. Đấy, rất sắc luôn hàng này, nói chung hàng siêu sắc luôn. Để em lấy tờ giấy test cho các bác xem cái độ sắc của nó nhá. Đấy, test cái độ sắc của nó này. Đó, các bạn thấy chưa? Những cái con dao chặt mà nó dọc được giấy này rất là hiếm luôn các bác nhá. Rất là hiếm luôn. Đấy, rất là hiếm luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác nhìn này. Em dọc này, rất sắc luôn này các bác này. Đó. Đó, các bạn thấy chưa? Cái đường giấy đi nó rất là mịn luôn các bác nhá. Đó, đây. Đó, cái con dao chặt, những cái con dao chặt mà nó dọc như này rất là hiếm luôn các bác nhá. Đấy. Đấy. Đấy, rất sắc luôn các bác nhá, siêu sắc luôn. Đấy thì em đang bán với giá em này là 380.000 một con các bác nhá. 380.000 một con dao Nhật, chặt Nhật các bác nhá. Đấy, một chặt Nhật này là 380.000 một con. Đấy, 380.000 một con dao chặt Nhật này. Đấy, hàng rất chất luôn, hàng này con này nặng khoảng tầm 6 lạng các bác nhá. Đấy, nặng khoảng tầm 6 lạng các bác, chặt rất đầm tay luôn. Nói chung con này chặt gà chặt vịt rất ok. Đấy, 380.000 một con. Con này thì chiều dài của nó khoảng tầm 30 cm các bác nhá. 30 cm. Đấy, 30 cm phần bản lưỡi này rộng khoảng tầm đây em lấy thước đo cho các bác xem. Bản lưỡi thì nó rộng khoảng tầm 8 cm các bác nhá. Khoảng tầm 8 cm rất là to, bản lưỡi rất to luôn. Đấy 8 cm. Đó, rất là to luôn, bản lưỡi rất to luôn. Đấy, dao chặt Gunbo nhá, giá 380.000 một con. Dao chặt, đấy, dao chặt Gunbo giá 380.000 con rồi. Tiếp đến là cái con dao chặt của Đức các bác nhá. Đấy, con dao chặt của Đức. Đấy, con này thì cũng rất là dày. Đấy, cũng rất là dày này. Đó, thớ rất là dày các bác nhá. Đấy, hàng thì hàng thương hiệu Wailing, thương hiệu Wailing made in Germany các bác này. Đấy, Germany các bác này, các bạn nhìn chưa? Đấy, Germany các bác nhá. Đấy, thương hiệu hai thằng người. Hàng này thì cũng rất chất rồi, hàng này em bán đợt trong Tết rất là nhiều. Đấy, đi đợt này hàng mới lại tiếp tục về. Đấy, chặt Đức nhá, giá 350.000 một con. Đấy, giá 350.000 một con, hàng này hàng liền thân nhá, toàn bộ hàng Nhật hoặc Đức này đều là hàng liền thân các bác nhá. Em sẽ lọc cho các bác là hàng liền thân để các bác dùng nó yên tâm, không lo long chui long cán gì cả các bác ạ. Đấy. Đây cho em lại test luôn cho các bác xem cái sắc của nó này. Đó, bọn này thì nói chung là cũng siêu sắc luôn. Đó, các bác nhìn rõ chưa? Đó, rất sắc luôn các bác nhá. Đấy. Đó, rất sắc luôn các bác này. Đấy. Những cái con dao chặt mà nó sắc như này rất là hiếm luôn các bác nhá. Đấy. Đấy. Đây. Rất sắc luôn các bác nhá. Siêu sắc, siêu bén luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, rất sắc luôn. Thì giá em này đang bán với giá là 350.000 một chiếc các bác nhá. 350.000 chiếc chặt của Đức. Đấy, dao chặt của Đức các bác nhá. 350.000 chiếc, hàng này về cho các bác chặt rất là to. Con này thì cái thiết kế cái phần lưỡi nó cong. Đấy, phần lưỡi nó cong thì các bác chặt nó rất là trơn thớt luôn, nó không bị dính, nó không bị dính thớt. Đấy. Con này thì cái bản rộng thớt của nó là 9 cm các bác nhá. Bản rộng thớt à bản rộng dao, bản rộng dao của nó là 9 cm. Đấy, chiều dài của nó lấy đi 30 cm các bác nhá. 30 cm thì rất là vừa tay rồi. Đấy, cái phần tay cầm nó cong cong này, cầm rất là êm này. Đấy, rất là êm tay các bác nhá. Đấy, các bác chặt nó rất là có lực luôn. Đấy. 350.000 một cây các bác nhá. 350.000 một cây. Đấy, 350.000 một cây rồi. Tiếp đến là cái dòng gọt hoa quả này, dòng dao gọt hoa quả này. Về cho bác con này gọt hoa quả rất là ok này. Em mã của nó là dao gọt. Đấy, gọt hoa quả Gunbo. Đấy, con này giá thì rất là phải chăng thôi, giá có 100.000 một cây. 100.000 một cây dao gọt hoa quả này các bác nhá. 100.000 một cây dao gọt hoa quả này. Đấy, 100.000 một cây. Đấy, thương hiệu Gunbo Japan các bác nhá. Đây đây.
đấy đấy, Yoshikin Japan này, đó Global này, Yoshikin Japan này, 100.000 một cây các nhá, 100.000 một cây rau còn hoa quả này. Đấy rồi, à, đây là những cái mã dao bên em. Và tiếp tục còn này là cái dòng dao, là cái dòng dao dao Thái nhá, một cái con dao Thái của Gunbo nhá, một con dao Thái của Gunbo này. Đấy, Gunbo Yoshikin này, con này thì em bán rất là nhiều rồi, con này thì giá rất là phải chăng thôi, giá chỉ có 220.000 một cây thôi nhá, 220.000 một cây. Đấy, Yoshikin Japan này, đó Yoshikin Japan, hàng này nói chung là hàng siêu sắc siêu bén không. Đấy, Yoshikin Japan, hàng siêu sắc siêu bén luôn. Đây sẽ test luôn cho các bác xem nhá. Đấy, test luôn cho các bác xem, con này thì nói chung là hàng siêu sắc rồi. Đó, có thấy không? Hàng siêu chất luôn. Đó, rất sắc luôn các nhá. Đó, rất sắc luôn này, các bác nhìn này. Đó, con này về cho các bác thái thịt bò biết này, lọc biết các thứ rất ok này. Đó. Giá là 220.000 một cây các nhá. 220.000 một cây, 220.000 một cây dao Thái Gunbo này. Đấy, dao Thái Gunbo 220.000 một cây. Đấy, 220.000 một cây thôi các bác nhá. 220.000 một cây. Rồi. À, tiếp theo qua những cái mã tiếp theo đi, là một số cái dòng dao như là con bầu Seki này. Đấy, con bầu Seki Japan này. Đấy, con bầu Seki Japan này. Con này thì về cho bác chuyên lọc. Đấy, những cái bác nhà thịt lợn nước chuyên lọc. Đấy, con này thì đây phần ấy nó rất là dày này. Đó, có nhìn rõ chữ rất là dày không nhá. Đấy, rất là dày luôn. Đấy, thương hiệu là Seki Japan. Đấy, Seki Japan thì con này em đang bán với giá là 250.000 một cây. Đấy, hàng này hàng liền thân. Đấy, hàng này hàng liền thân, ốp gỗ hai bên này, ba đinh tán này. Đó, rất chất luôn các nhá. Con này cho các bác lọc thái thịt rất ok này. Đấy, các bác lọc những cái vị trí khó, xương sổ các thứ là các bác lách con này vào, rất là nhỏ gọn mà nó ngắn, rất là dễ vào các nhá. Những vị chó vị trí nó lách vào rất là dễ luôn nhá. Đây, phần mũi này rất là nhọn này. Đó, đây phần nhám nó làm nhám để chống dính này. Đó, rất là ngon luôn các bác nhá. Đấy. Con này thì của Seki Japan, giá đang bán với giá rất là phải chăng thôi, 250.000 một cây. Đấy, 250.000 một cây các bác nhá. Tặng kèm thêm cho các bác một cái bao da này. Đó, tặng kèm thêm cho các bác một cái bao da này để các bác đựng này. Đó, các bác dùng xong các bác đựng vào cái bao da này cho em. Đó, đựng cái bao da này rất là ok nhá. Đây có quả quay đeo này, bao da có quay đeo này. Con này mang đi rừng đi phượt rất ok này. Đấy, rất là nhỏ gọn, mang đi mang lại rất là tiện này. Đấy, Seki này, giá 250.000 một cây. Bầu lọc các bác nhá. Con này mã là bầu lọc. Con bầu Seki đi, mã là bầu Seki này, 250.000 một cây, bầu Seki 250.000 một cây. Rồi. À, tiếp theo là cái dòng dao Taha. Đấy, dòng dao Taha, con này cũng có bao da các thứ đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, bao da các thứ đầy đủ hết đây. Đấy, tổng quan em nó đây. Đấy, đây, tổng quan em nó đây. Đấy, em sẽ lấy một con đây. Con này là mã của nó Taha. Đấy, hàng cũng made in Japan các bác nhá. Taha made in Japan. Đó, made in Japan đó nhá. Đấy, Taha made in Japan này. Nó đây. Nó làm nhám rất là đẹp luôn các bác nhá. Thứ nhất là vừa đẹp, thứ hai là chống dính này. Đó, thứ hai là chống dính này. Đây, cái chất thép của nó rất là chất luôn. Các bác nhìn cái chất thép đen của nó này. Đó, chất thép đen của cái thằng Nhật thì nói chung là không phải chê nữa đâu. Vì hàng nó rất là chất, rất là sắc luôn các nhá. Con này thì em đang bán với giá là 300.000. Đấy, tặng kèm thêm cho các bác một cái bao da này các bác đựng này. Đó, tặng kèm thêm cho các bác một cái bao da để các bác đựng các bác nhá. Đây bao da của nó đây. Đó. Thì con này thì các bác lên mã cho em là Taha này. Đấy, Taha các bác nhá. Taha. Mã của nó là Taha này. Đó, Taha. Đây. Taha này, Taha Japan đúng không nhá. Đấy, Taha Japan. Đó. Thì con này đây, con này chui gỗ này, chui gỗ chui tròn này. Con này cho bác thái lọc cũng rất ok đấy. Đây cái phần đầu này các bác lọc thịt tổng thiếc này. Rất là ok các bác nhá. Đấy, lọc thịt tổng thiếc rất là ok này. Đấy các bác nhìn cái đầu này. Đó, phần đầu nó rất là nhọn luôn các bác nhá. Đây em sẽ test luôn cái độ sắc cho nó này. Đó, siêu sắc luôn các bác nhá. Đấy, siêu sắc, siêu ngọt luôn các bác nhá. Siêu sắc, siêu ngọt luôn. Đấy. Đó, rất sắc luôn các bác nhá. Hàng này thì nói chung là hàng siêu sắc, siêu ngon luôn. Đấy, rất chất luôn nhá. Và giá rất là phải chăng thôi, giá chỉ có 300k thôi các bác nhá. 300k, mã của nó là Taha nhá. Tặng kèm thêm bao da. Đó, tặng kèm thêm bao da này. Đó, tặng kèm thêm bao da. Mã của nó là Taha, 300.000 các bác nhá. 300.000 một cây này. Đấy, 300.000 một cây này. Đấy, khi mà các bác ví dụ nhà các bác dùng nhiều thì các bác mua cả bộ này cho em. Đấy, mua cả bộ này cho em. Đấy, giá của nó là đi một con 200 một con 250, một con 300. Đấy, tổng bộ này 550. Đấy, rất là chất luôn. Đấy, các bác sưu tầm cả bộ này rất là ok này. Đấy. Rồi. Tiếp đến cái sản phẩm tiếp theo bên em là cái dòng độc quyền bên em này. Đấy, thì rất là ít bên có cái dòng này. Đấy, dòng này dòng độc quyền này. Giá thì bên em đã ký hiệu giá trên dao rồi thì em sẽ giới thiệu luôn. Thì đầu tiên là một cái con dao B3, mã của nó là B3 này, con dao nhỏ này.
thương hiệu của Kai các nhá. Con này thương hiệu của Kai. Đấy. Made in Japan nhá. Đấy, Made in Japan này. Đấy, con này các bác nhìn là thích ưng luôn này. Đấy, mã thì nó cái phần chuôi nó mạ vàng này, sáng bóng luôn các nhá. Đấy, sáng bóng luôn các nhá. Đấy, đây. Đấy, mã B3 này, 260.000 này. Mã của nó là B3 260.000 một cây các nhá. 260.000 một cây, mã của nó là mã B3 260.000 một cây. Đấy, nó tán đinh vàng đồng này, nó tán đinh vàng đồng này. Đấy, mã lấy B3 260.000 một cây các nhá. B3 260.000 cây, Made in Japan các nhá. Made in Japan. Đó, rất chất luôn các nhá. B3 260.000. Đấy, con này nhỏ nhỏ thon thon này, đó đây. Các bác cùng ngắm lại em nó này, nó rất là chất luôn. Hàng nói chung là từ cái hồi bán giao rồi em thấy mấy cái mẫu này là đẹp nhất luôn đấy các bạn, rất đẹp luôn nhá. Đấy. Đây thì tiếp đến là cái dòng B4 này. Đấy, B4 này. B4 270k các bác nhá. B4 270k. Đấy, dòng này thì nó to hơn con kia một tí nhưng mà con này nhọn hơn. Đấy, nhọn hơn này. Đấy, Kai Japan các bác nhá. Kai Made in Japan. Đó, Kai Made in Japan này. Đó, rất chất, rất đẹp luôn nhá. 270.000 một cây các bác nhá. B4 270.000 một cây. Đấy, B4 270.000 một cây này. Rồi. Tiếp đến là cái dòng dao con mã B5, con này thì nó như kiểu cái hình đầu đông đao đấy. Đấy, các bác xem phim kiếm hiệp nhiều rồi các bác sẽ nhìn thấy nó giống như cái đầu đông đao vì cái phần này nó vát vát này, vát vát xong lại lõm xuống này. Đó, đây, mã con này của nó là mã B5 285.000. Con này thì em cũng giới thiệu trong video rất là nhiều rồi, thì sẽ lấy test luôn cho các bác xem nhé. Đấy, em sẽ lấy test luôn cho các bác xem. Đấy, test luôn cho các bác xem này, cái độ sắc bén của nó này. Đó. Đấy, cái độ sắc bén của nó nha các bác nhá. Đấy, rất sắc luôn các bác nhá. Test từng con một luôn cho các bác xem. Đấy, test từng con một luôn cho các bác xem các nhá. Đó, rất sắc luôn. Đấy, siêu sắc siêu bén luôn các bác nhá. Đây. Đây, siêu sắc siêu bén luôn này. Đó. Rất sắc luôn các bác nhá. Đấy. Đấy, đây, chém phát đứt luôn các bác nhá. Đấy. Thì bên em đã lên mã cho bác là mã những cái con như thế, thì các bác có nhu cầu liên hệ em nhá. Thì bên em bán cả bộ 3 con như này, bán lẻ cũng bán luôn, bán lẻ thì giá từng con trên đấy, còn bán khi mà các bác mua cả bộ 3 con. Đấy, mua cả bộ 3 con này thì có giá là 800.000 thôi nhá. Đấy, cả bộ 3 con là giá là 800.000 thôi nhá. Đấy, 800.000 một bộ 3 con. Đấy, còn các bác mua lẻ thì đã giá trên từng con nữa lên rồi. Đấy, B3 là đi 260.000, B4 270.000, B5 285.000. Đấy, khi mà các bác mua cả bộ 3 con này thì có giá là 800.000 thôi nhá. Mua cả bộ 3 con này có giá 800.000. Đấy, rồi. Tiếp đến là cái dòng sản phẩm là bộ giáo Đức đi. Thì em sẽ quay cho các bác bộ giáo Đức bên em. Đấy, bộ giáo Đức bên em mới về này. Bộ giáo Đức bên em mới về thì đây. Bộ này thì hàng nguyên đai nguyên kiện này. Hàng này về cho các bác biếu tặng rất ok này. Đây, nguyên hộp của nó đây. Đấy, em đã tháo ra một bộ để quay luôn cho các bác xem. Hàng này thì cũng hàng siêu chất siêu sắc luôn. Đấy. Một bộ thì còn rất là nhiều món. Đây, đầu tiên là một cây kéo này. Đấy, xem bỏ xuống quay cho các bác xem luôn. Đấy, có một cây kéo thôi nhá. Đấy, một cây kéo này. Đấy, thương hiệu Wiling này, thương hiệu hai thằng người này. Đó, một cây kéo này về cho các bác cắt gà cắt vịt rất ok này. Đó. Rất là ok các bác nhá. Đây, một cây kéo này. Đấy, rồi. Tiếp đến là một cây liếc mài này. Đấy, một cây liếc mài này về cho các bác dao nhủ trong miếc đó các bác gại qua là sắc luôn này. Đó, một cây liếc mài này. Rồi. Tiếp đến là một con dao gọt hoa quả này. Đấy, một con dao gọt hoa quả này, siêu nhỏ này. Đấy, siêu nhỏ siêu sắc các nhá. Đấy, Made in Germany này. Đó, Made in Germany các nhìn rõ chưa? Đấy, thương hiệu Wiling hai thằng người nhá. Đấy, có logo dấu dập trên dao đấy nhá. Đấy. Tiếp đến là một con dao thái này. Đấy, một con dao thái nhá. Đấy, một con dao thái này. Đấy, cũng Made in Germany này. Đó, Made in Germany này các nhìn rõ chưa? Đó, thương hiệu Wiling này. Đó, hàng này thì nó chung em bán rất là nhiều rồi. Hàng rất là sắc luôn, hàng khách dùng rất là thích, rất là ưng các nhá. Rồi tiếp đến là một con vừa chặt vừa thái này, con này chặt nhẹ này, rồi là thái nhẹ này, à thái này. Đấy, thái bản to này, đấy vì con này bản nó to, đấy và nó mỏng. Đấy, nó mỏng, con này cũng vừa chặt, chặt nhẹ rất là ok nhá. Con này cũng cầm rất là đầm tay này. Đấy, đây. Rồi, tiếp đến là một con dao chuyên chặt này. Đấy, chuyên chặt này các bác này, chuyên chặt, con này thì thớ dày này, các bác chặt vịt, chặt gà rất là ok này. Đấy, đây cái phần chuôi các bác nắm nó cầm này. Đó, các bác cầm rất là ôm tay nhá. Đó, rất là ôm tay luôn. Đấy. Đây, thương hiệu Wiling hai thằng người, hàng Made in Germany các bác nhá. Đó, Made in Germany. Đó, các bác nhìn chưa? Thương hiệu Wiling. Đấy thì cả bộ sản phẩm này thì em đang bán với giá là đi 1.300.000. Thì em đang giảm cho bác còn 1.100.000. Đấy, 1.100.000. Đây để em lấy tờ giấy test luôn cho bác xem nhá. Đấy.
1.100.000 bộ này. 1.300.000 thì đây 1.300.000 giá trong Tết. 1.300.000 giá trong Tết thì hôm nay giảm cho các bác còn 1.100.000. Đấy 1.100.000 các bác nhá. 1.100.000 một bộ dao này. Đấy 1.100.000 bộ dao. Đây nguyên cái phần này các bác dùng rất là ok rồi. Đây cái phần này nó thiết kế bằng inox các bác nhá. Đấy logo này, logo trên đấy đây, logo trên giá này. Đó, đây có phần lỗ thoát nước này, đế cao su chống trơn trượt này, các bác để trên bàn bếp nhà mình này. Giờ bàn bếp nó dùng những cái đá rồi, những cái đá rất là trơn thì các bác để quả này lên nó chống trơn trượt rất là ok này. Đấy để trên cái gian bếp nhà mình nhìn nó rất là sang xịn mịn các bác nhá. Đấy. Giá của nó đang bán với giá là 1.100.000 các bác nhá. 1.100.000 đấy, gồm rất là nhiều món. Đây một cái giá là đầu tiên này. Đấy, một cây liếc mà là 2 này, một con kéo gà là 3 này. Đấy, một cây gọt hoa quả là 4 này. Đấy, rồi là dao gọt là 5 này. Đấy, con chặt nhẹ là 6, con chặt nặng là 7 này. Đấy, 7 món các bác nhá. 7 món. Đấy, 1.100.000 các bác nhá. 1.100.000, hàng nói chung là hàng siêu chất luôn rồi. Đây, các bác nhìn này. Nó rất là sắc luôn các bác nhá, rất sắc luôn. Đấy, đây, em lấy luôn cái con chặt này test luôn cho các bác xem này. Đó. Đó, có thấy chưa? Rất sắc luôn nhá, con chặt mà làm được như này rất là hiếm con làm được luôn. Đó. Nó rất sắc luôn các bác nhá. Rồi, thì em đang bán với giá là 1.100.000 một bộ dao Đức này các bác nhá. Đấy, 100.000 một 1.100.000 một bộ dao Đức này. Đấy. Thì hôm nay quay đến đây thôi. Thì giới thiệu cho các bác những cái sản phẩm bên em mới về. Đấy thì các bác có nhu cầu về vấn đề hàng hóa vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0967 các bác nhá. 0967128399 nhá. Đấy các bác gọi điện trực tiếp cho em hoặc là kết bạn Zalo. Nhắn tin cho em để em tư vấn cũng như là chốt đơn cho các bác. Đấy. Thì bác xem video cho em xin một like nhá. Cũng như là một đăng ký kênh để đón xem những cái sản phẩm mới nhất của bên em. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều đã ủng hộ em trong cái thời gian qua. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác đăng ký kênh nhá. Các bác ấn với cái chuông thì nó sẽ hiện thông báo về của những cái video tới thì em sẽ đăng, thì nó sẽ hiện thông báo về các bác nhá. Đấy thì rất là nhiều ở đây, dòng combat này. Đấy, bộ dao Đức dìu đa năng các bác nhá. Đấy rồi là những cái dòng dao sưu tầm này. Đấy, rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Rồi là dao dòng giấy nữa này. À đây còn cái dao dòng giấy này, quên giới thiệu cho bác dao dòng giấy của Nhật các bác nhá. Lại tiếp tục về bữa này thì rất nhiều bác rất là hỏi, thì em đang bán với giá là 100.000 một con dao dọc giấy này. Đấy, 100.000 một con dao giấy, còn lưỡi là 50.000 một bộ. Đấy, dao dọc giấy của Nhật nhá, hàng này nói chung là hàng lưỡi đen, hàng siêu chất rồi. Đấy, Mi Japan con này, Mi Japan. Đấy, thương hiệu của nó là IKHM đấy. Con này thì em bán rất là nhiều rồi. Đấy, đây các bác nhìn này, nó rất là nhiều. Cái dòng lưỡi đen của nó rất là sắc luôn, mà nó sắc rất bén rất là lâu. Đấy, các bác nghe tiếng kêu là thấy thích rồi nhá. Đấy, đây. Đó, tiếng kêu là thôi nghe đã thấy thích rồi nhá. Thì đang bán với giá là con dao dọc giấy là 100.000 một chiếc, còn bộ lưỡi là 10 chiếc là 50.000. Đấy, bộ lưỡi 10 chiếc 50.000 nhá. 50.000 một bộ lưỡi 10 chiếc. Còn dao dọc giấy là đi 100. Đấy, 150.000 một bộ lưỡi gồm có một con dao và 10 bộ lưỡi này, 10 chiếc lưỡi này. Đó, 100.000 nhá. Đấy. Đấy là cái sản phẩm cuối cùng bên em. Đấy các bác xem video cho em xin một like nhá, cũng như là một đăng ký kênh để đón xem những cái sản phẩm mới nhất của bên em. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.